Ở Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 được xem là hiện thân của chư Phật, Bồ Tát và các vị đạo sư giác ngộ. Bằng trí tuệ và lòng từ bi của mình, Ngài đã trở thành nhà lãnh đạo tinh thần của chính phủ và người dân lưu vong Tây Tạng ở Ấn Độ, cũng như nhiều đạo tràng Phật giáo trên khắp thế giới. Cuộc đời của Ngài chứa nhiều màu sắc kỳ bí, nhưng trên hết, Ngài đã giúp cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, người ta còn xếp Ngài là một trong ba vĩ nhân châu Á của thế kỷ 20 cùng với Tagore và Gandhi. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Đức Đạt Lai Lạt Ma, vĩ nhân Tây Tạng và truyền thuyết tái sinh đầy bí ẩn. Tìm kiếm hóa thân tái sinh. Ẩn mình giữa dãy núi Himalaya hùng vĩ là vùng đất Tây Tạng huyền bí, nơi mà con người ta tìm được cảm giác thư thái, bình yên trong tiếng chuông chùa. Ở đất nước Phật giáo đầy bí ẩn này, người ta truyền nhau những câu chuyện huyền bí về các vị Đạt Lai Lạt Ma, một nhà lãnh đạo tinh thần Phật giáo Tây Tạng thuộc trường phái Cách Lỗ. Theo truyền thống của người Tây Tạng, Đạt Lai Lạt Ma được cho là hiện thân của Đức Quán Thế Âm hay Chenrezig, vị Bồ Tát của lòng từ bi và là vị thánh bảo hộ cho Tây Tạng. Một trong những điều khiến cả thế giới quan tâm các vị Lạt Ma chính là sự tái sinh. Sau khi một vị Đạt Lai Lạt Ma từ trần, họ sẽ không chọn một người để kế nhiệm mình, cũng không phải chúng tăng chọn ra một người mới, mà chính họ sẽ tái sinh trong một thân thể mới, một kiếp sống mới, có chăng là một phần ký ức của kiếp trước còn nguyên vẹn. Dòng tái sinh Đạt Lai Lạt Ma bắt nguồn từ vị đầu tiên là Gendun Rupa, người đã nguyện rằng sau khi chết sẽ tái sinh để hoàn tất những gì còn dang dở. Dòng thời gian cứ thế trôi, các vị Đạt Ma vẫn tái sinh trong vòng luân hồi và vị Đạt Lai Lạt Ma 14 có tên gọi Tenzin Gyatso, Đăng Châu Gia Mục Thố. Cơ duyên. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 sinh vào ngày 6 tháng 7 năm 1935 trong một gia đình nông dân nghèo tại một ngôi làng nhỏ thuộc vùng Taster, thuộc miền đông nam tỉnh Amdo, Tây Tạng. Lhamer Dundup nghĩa là hoàn thành ý nguyện của nữ thần, là tên thời thơ ấu của Ngài. Lúc lên 2 tuổi, Ngài được công nhận là hóa thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13, Thubten Gyatso. Cha mẹ của Đạt Lai Lạt Ma là những nông dân nghèo, hầu như chỉ trồng hai loại lúa mạch chính mà dân Tây Tạng thường dùng, xen lẫn khoai tây. Cha của Đạt Lai Lạt Ma là một người tầm thước, tính tình nóng nảy. Đạt Lai Lạt Ma nhớ lại: "Tôi nhớ có một lần tôi kéo dâu ông và bị một trận đòn rất nặng. Tuy nhiên, ông là người rất nhân từ và không bao giờ thù hận ai." Đạt Lai Lạt Ma nhớ lại về mẹ mình: "Mẹ tôi có lẽ là người phụ nữ nhân đức nhất đời mà tôi biết được. Mẹ của Ngài đã sinh 16 đứa con, trong đó có 7 người còn sống sót." Khi Đức Đạt Lai Lạt Ma sinh ra thì cũng có điểm lành là phụ thân của Ngài bỗng qua khỏi cơn bệnh nặng và có hai con quạ đậu trên nóc nhà. Chúng đến vào mỗi buổi sáng, đậu ở đó một lúc rồi bay đi. Điều này rất đáng quý vì đã có những hiện tượng tương tự cũng xảy ra trong thời gian mới chào đời của các vị Đạt Lai Lạt Ma thứ nhất, thứ bảy, thứ tám và thứ 12. Thuở nhỏ như những đứa trẻ khác, Đức Đạt Lai Lạt Ma vô tư vui đùa cùng chúng bạn và thích gia nhập vào nhóm yếu hơn. Ngài cũng có sở thích hay xếp đồ vào túi như chuẩn bị sắp đi xa, và Ngài tuyên bố: "Con sẽ đi đến thủ đô Lhasa và con sẽ đem cả phụ mẫu và gia đình cùng đi." Hay đến giờ ăn, Ngài cũng thường dành ngồi vào ghế đầu bàn, chỗ của các vị lớn mặc dù mới có 2 tuổi. Đây là những điểm cho thấy sau này Ngài sẽ là một vị lãnh đạo lớn. Tìm thấy được Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Trong cuốn phim Kundun năm 1997 do Martin Scorsese sản xuất, đã chiếu về cảnh Lhamer Dundup được tăng đoàn và chính quyền Tây Tạng nhận ra là hóa thân của Thubten Gyatso, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13. Bộ phim rất được dân chúng Tây Tạng tán thưởng và được trình chiếu khắp nơi trên thế giới. Năm 1935, vị quan nhiếp chính là một trưởng lão Lama đi đến hồ thiêng Lhamo phía nam Tây Tạng, cách thủ đô Lhasa khoảng 90 dặm. Đây là hồ thiêng mà người dân Tây Tạng tin rằng nhìn vào có thể đoán được tương lai. Trên mặt nước hồ thiêng yên tĩnh, Ngài thấy hiện lên ba mẫu chữ Tây Tạng, A, Kha và Ma, và một ngôi chùa ba tầng với mái ngói ngọc bích, một con đường dẫn lên ngọn đồi, trên đó có một căn nhà nhỏ.
Khi Ban Thiền Lạt Ma tìm thấy căn nhà với chiếc máng suối kỳ lạ của cha mẹ cậu bé Lhamodondup, phái đoàn nghĩ rằng Ngài Đạt Lai Lạt Ma sẽ không ở xa nơi đây vì quang cảnh nơi này giống y như hình ảnh hiện trên mặt nước hồ thiêng. Buổi tối hôm đó, tăng đoàn Tây Tạng xin nghỉ lại nhà cậu bé Lhamodondup để quan sát. Khiu Sang Rinpoche, tu viện trưởng tu viện Sera, là trưởng phái đoàn, giả bộ làm thị giả và chơi với cậu bé. Bé Lhamodondup đã nhận ra ngài và gọi Sera Lama, Sera Lama. Xin chào viện trưởng tu viện Sera, xin chào viện trưởng tu viện Sera. Để xác chứng thêm, Lạt Ma Khiu Sang đưa ra một sâu chuỗi niệm Phật của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13, và cậu bé Lhamodondup đã nhận ra là của mình. Tăng đoàn đã để lẫn các vật dụng của ngài Thubten Gyatso giữa những vật dụng của người khác, nhưng cậu bé Lhamodondup chỉ nhặt đúng ngay những đồ dùng thường ngày của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 như hàm răng giả, cây gậy, chiếc lắc linh, cuốn kinh và nhiều pháp cụ khác là của mình. Tăng đoàn vô cùng mừng rỡ xác nhận chính đây là vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, là hậu thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 và sẽ tiếp nối truyền thống Đức Đạt Lai Lạt Ma của trường phái Cách Lỗ, Gelugpa. Sau đó, cậu bé Lhamodondup được đưa về tu viện Kumbum. Về sau ngài viết, bấy giờ bắt đầu một khoảng thời gian không vui trong cuộc đời tôi, để phản ánh về sự xa lìa cha mẹ và môi trường xung quanh không quen thuộc. Tuy nhiên với ngài có hai niềm an ủi trong cuộc sống tại tu viện. Thứ nhất, anh trai của ngài Lobsang Samden đã ở đó, và sự an ủi thứ hai là thầy giáo của ngài là một vị tăng cao niên rất tử tế, người thường hay đặt đệ tử nhỏ ngồi bên trong chiếc áo choàng của mình. Lhamodondup cuối cùng đã được đoàn tụ với cha mẹ của mình và sắp cùng với họ thực hiện cuộc hành trình tới Lhasa. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra trong thời gian 18 tháng bởi vì Mabufeng, một lãnh chúa Hồi giáo Trung Quốc địa phương, đã từ chối không để cậu bé tái sinh này được đưa đến Lhasa mà không phải trả một khoản tiền chuộc lớn. Mãi đến mùa hè năm 1939, ngài mới rời khỏi đó để đi đến thủ đô Lhasa trong một đoàn người đông đảo bao gồm cả cha mẹ, anh trai Lobsang Samden, các thành viên của nhóm tìm kiếm và những người hành hương khác. Vào mùa đông năm 1940, Lhamothadup được đưa đến cung điện Potala, nơi ngài đăng quang trở thành vị lãnh tụ tinh thần của Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma sau đó được công nhận và đưa đến chùa Jokhang, nơi ngài làm lễ cạo tóc. Theo phong tục cổ xưa thì ngài phải từ bỏ tên thật của mình và được đặt tên mới là Tenzin Gyatso. Các bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên là hãy ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp video về người thành công. Thông tin chi tiết xem bên dưới comment nhé các bạn. Thời kỳ tu học. Sau đó, Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu nhận được sự học vấn tiên khởi. Chương trình giảng dạy được bắt nguồn từ truyền thống Nalanda, bao gồm 5 môn chính và 5 môn phụ. Các môn chính bao gồm logic, mỹ thuật, ngữ pháp tiếng Phạn và y học, nhưng trọng tâm nhất là triết lý Phật giáo. 5 môn phụ bao gồm thơ, kịch, chiêm tinh, sáng tác và từ đồng nghĩa. Tuy nhiên, trong một tác phẩm sau này, ngài đã tự thuật rằng thuở thiếu thời là một đứa trẻ rất tò mò tay máy và yêu khoa học. Theo lời tự thuật, ngài đã là một trong số ít người Tây Tạng rất trẻ biết tự mầy mò tháo gỡ để lắp sửa các loại đồng hồ và nhiều máy cơ khí khác. Năm 24 tuổi, ngài đã tham dự kỳ thi đầu tiên tại các đại học Phật giáo Drepung, Sera và Ganden. Tháng 3 năm 1959, lúc ngài được 25 tuổi, trước mặt khoảng 20.000 học giả, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã thi đậu kỳ thi cuối cùng được tổ chức tại Jokhang, thủ đô Lhasa, để được phong chức Geshe, tiến sĩ triết học Phật giáo. Trốn thoát để lưu vong. Năm 1954, ngài đã đến Bắc Kinh thương thuyết hòa bình với Mao Trạch Đông và những nhà lãnh đạo Trung Hoa khác gồm Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán trong chuyến đi này không mang lại kết quả. Sau đó, do hoàn cảnh đất nước không thuận lợi, ngày 17 tháng 3 năm 1959, ngài sang tị nạn tại thành phố cao nguyên Dharamsala, một ngọn đồi phía bắc Ấn Độ thuộc bang Himachal Pradesh. Chính phủ Ấn Độ đã đồng ý cung cấp tị nạn cho Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma và những người theo ngài ở Ấn Độ. Ngay sau khi ngài đến Mussoorie vào ngày 20 tháng 4 năm 1959, Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gặp Thủ tướng Ấn Độ và hai người đã nói chuyện về việc khôi phục người tị nạn Tây Tạng.
nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục hiện đại đối với con cái của những người tị nạn Tây Tạng, Ngài đã gây ấn tượng về việc cần thành lập một bộ phận đặc biệt về giáo dục Tây Tạng trong Bộ Giáo dục Ấn Độ. Sau đó, chính phủ Ấn Độ đồng ý chịu tất cả các chi phí để thành lập các trường học cho trẻ em Tây Tạng. Trong chính quyền, Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng có thể thay đổi triệt để. Ngài giám sát việc thành lập nhiều bộ phận hành chính mới của Tây Tạng, bao gồm các bộ thông tin, giáo dục, nội vụ, an ninh, tôn giáo và kinh tế. Hầu hết những người tị nạn Tây Tạng, gần 30.000 người, đã được di chuyển đến các khu trại xây dựng đường cao tốc trong vùng đồi núi ở phía Bắc Ấn Độ. Các lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế, văn hóa, an ninh xã hội, y tế, giáo dục đã dần dần được tái hoạt động tại Ấn Độ. Có hơn 20.000 chư tăng ni và 200 tu viện Tây Tạng được xây dựng để duy trì và bảo vệ truyền thống văn hóa và tôn giáo Tây Tạng. Từ đó, The Haramsala, cao nguyên sương mù thầm lặng, đã trở thành một đất nước Tây Tạng thu nhỏ, một tiểu Lhasa nhộn nhịp. Năm 1963, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã ban hành một hiến pháp dân chủ hoàn toàn dựa trên giới luật của nhà Phật và bản hiến chương nhân quyền của Liên Hiệp Quốc để biên soạn và chuẩn bị cho một mô hình đất nước Tây Tạng tự do ở tương lai. Ngày nay, thành viên của Quốc hội Tây Tạng sẽ được bầu cử bởi dân chúng, còn Hội đồng Nội các được bầu cử bởi Quốc hội. Đạt Lai Lạt Ma nhấn mạnh rằng nhiệm vụ chính của chính quyền Tây Tạng là chăm lo cho đời sống người dân, và Ngài cũng nói thêm khi Tây Tạng giành lại nền độc lập, Ngài sẽ không còn ngồi ở văn phòng chính phủ nữa. Đóng góp quan trọng cho xã hội hiện đại. Sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma và dân Tây Tạng ổn định, Ngài đã đem hết sức mình để giảng pháp, hoằng dương chánh pháp. Không giống các vị Lạt Ma tiền nhiệm của mình, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã đi hơn 62 nước trên thế giới. Ngài đã tiếp kiến được nhiều tổng thống, thủ tướng và các nhân vật cao cấp của các nước. Ngoài ra, Ngài cũng trao đổi với các nhà khoa học và các vị lãnh đạo tôn giáo các nước khác. Từ năm 1959 đến nay, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã là tác giả của hơn 72 cuốn sách. Danh thơm của Ngài như một vị Phật sống, một sứ giả của hòa bình, một bậc thầy tâm linh vĩ đại đã vang xa khắp thế giới. Tuy nhiên, Ngài luôn bày tỏ sự thân thiện, giản dị. Ngài thường nói, tôi chỉ là một vị thầy tu. Tính bình dị, khiêm tốn của Ngài không chỉ thể hiện qua hành động lúc giảng dạy, lúc tiếp xúc với các nhân vật cấp cao hay lúc viết, mà ngay cả trong phong cách sống hàng ngày. Khi còn ở Lhasa, mỗi khi có khó khăn hệ trọng, Ngài đã không ngần ngại trao đổi ý kiến ngay với chính những người làm phục dịch cho Hoàng Cung. Điều này khó có thể tìm được ở bất kỳ một nguyên thủ quốc gia nào khác. Rất nhiều tác phẩm của Ngài và nhiều cuộc phỏng vấn trong đó, Ngài nêu ra một vấn đề căn bản là làm thế nào để chúng ta có được niềm hạnh phúc chân thật. Được hấp thụ từ nhiều thế kỷ trong việc học và hành Phật Pháp, những lời giảng đầy trí tuệ của Ngài đã khơi dậy nguồn cảm hứng của hàng triệu con người trên khắp thế giới. Ngài giải thích rằng, hạnh phúc của chúng ta không tùy thuộc vào môi trường sống hoặc những hoạt động bên ngoài, hay nói đúng hơn, hạnh phúc tùy thuộc vào dòng tâm thức của chúng ta. Nếu chúng ta tụ tập và đạt được sự an định nội tâm, sự nhẫn nại và suy nghĩ trong sáng, thì chúng ta có thể có được hạnh phúc từ bất cứ tình huống nào. Xa hơn nữa, Ngài cho rằng nếu chúng ta làm việc phát huy tính trong sáng, hiểu biết và an định ở mức độ lớn hơn giữa dòng xoáy cực kỳ hỗn độn và điều hành công việc kinh doanh với một triển vọng hướng đến phương diện luân lý đạo đức tốt đẹp, thì chúng ta sẽ tìm thấy được sự thành công vĩ đại hơn trong công việc làm ăn của mình, cho dù chúng ta là người chủ hay là nhân viên. Chấm dứt tái sinh. Năm 1989, Đức Đạt Lai Lạt Ma được trao tặng Giải thưởng Nobel Hòa Bình vì sự nghiệp tranh đấu cho sự độc lập, tự do của Tây Tạng. Trong suốt nhiều năm qua, Ngài đã đóng góp rất nhiều cho nền hòa bình thế giới, đặc biệt là những bài diễn thuyết của Ngài tại Tây Phương đã làm thức tỉnh không ít giới trí thức và học giả quay về nghiên cứu Phật giáo. Theo giáo sư Eric Sharp thuộc Đại học Sydney, Úc, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma là một trong ba vĩ nhân người châu Á của thế kỷ 20 cùng với hai người còn lại là Rabindranath Tagore và Mahatma Gandhi. Và trong số tháng 4 năm 2005, tạp chí Time đã xếp Ngài vào trong danh mục của 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Sống trong một tịnh thất nhỏ ở The Haramsala, hàng ngày, Ngài thức dậy vào lúc 4 giờ sáng để ngồi thiền, rồi tiếp tục làm việc theo thời khóa biểu của văn phòng chính phủ như tiếp khách và diễn giảng giáo lý cho các khóa tu hoặc chứng minh các đại lễ.
Năm 2010, ở tuổi 75, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 từng trả lời về kiếp sau của mình trong một cuộc phỏng vấn tại một trụ sở lưu vong ở Dharamsala thuộc miền Bắc Ấn Độ. Nếu tôi qua đời như một người tị nạn và tình trạng Tây Tạng vẫn tiếp tục như hiện nay, thì sự tái sinh của tôi sẽ xảy ra trong một quốc gia tự do, bởi vì mục tiêu chính của việc tái sinh là tiếp tục những việc làm đã được bắt đầu trong tiền kiếp. Trong cuộc phỏng vấn với báo Đức Welcome Sonntag tháng 9 năm 2014, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 tuyên bố ông có thể sẽ không tái sinh, đồng thời chấm dứt luôn thiết chế Đạt Lai Lạt Ma để dân chủ hóa và tránh gây ảnh hưởng xấu. Hiện tượng tái sinh vẫn còn là một điều bí ẩn gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, từ vị Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên cho đến hiện tại, họ đã dùng trí tuệ và lòng từ bi của mình để cứu vớt chúng sinh ra khỏi khổ đau, tìm đường đi đến bờ giác ngộ. Họ chính là minh chứng sống động cho truyền thuyết tái sinh đầy bí ẩn ở vùng đất thiên Tây Tạng, nơi được xem là thánh địa Phật giáo thuần khiết và linh thiêng bậc nhất thế giới. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!